Tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức họp báo thông tin về hội nghị tổng kết công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020, nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 12 của Đảng đến nay. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng Võ Văn Dũng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Trần Quốc Cường, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì họp báo. Thông tin từ buổi họp báo cho biết, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020 dự kiến tổ chức vào ngày 12 tháng 12 năm 2020 tại Hội trường Bộ Quốc phòng với sự tham dự của 670 đại biểu. Có gần 5.000 đại biểu sẽ tham dự theo hình thức trực tuyến ở 82 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và trong quân đội. Kể từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị do đồng chí Tổng Bí thư làm trưởng ban, công tác phòng chống tham nhũng đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hội nghị sẽ đánh giá kết quả và rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định cụ thể nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian tới. Sẽ có 120 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống tham nhũng được khen thưởng tại hội nghị.